Ford EcoSport là mẫu SUV đô thị được yêu thích nhất ở Việt Nam. Mức giá hấp dẫn cùng nhiều lựa chọn phiên bản là những lợi thế lớn giúp Ford EcoSport trở nên vô đối trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt. Hiện giá xe Ford EcoSport tháng 10 đang được nhà sản xuất công bố chính thức với 5 phiên bản Cụ thể, phiên bản EcoSport Ambiente MT có giá 545 triệu và EcoSport Ambiente AT có giá 569 triệu, cả hai phiên bản được ưu đãi 80 triệu. Phiên bản EcoSport Trend AT giá niêm yết là 593 triệu được ưu đãi 65 triệu. EcoSport Titanium 1.5L giá 648 triệu được ưu đãi 25 triệu. Phiên bản EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost giá 689 triệu được ưu đãi 55 triệu. Tùy thuộc vào từng phiên bản và đại lý, khách hàng có thể mua xe Ford EcoSport với giá rẻ hơn, khoảng từ 10 đến 50 triệu so với giá niêm yết. Ford EcoSport phiên bản lắp ráp ra mắt thị trường Việt Nam với 5 phiên bản và trong đó Titanium là phiên bản cao cấp nhất. Phiên bản này có nhiều cải tiến về thiết kế, động cơ cũng như trang bị an toàn. Về ngoại thất xe Ford EcoSport 2020. Về mặt ngoại thất, Ford EcoSport có nhiều cải tiến so với thế hệ trước. Những thay đổi này giúp mẫu xe thế hệ mới có cái nhìn thể thao hơn khung xe bằng thép cải tiến giúp chống chịu lực cao. Thiết kế đầu xe gồm logo thương hiệu Mỹ được kéo xuống thay vì tách biệt bên trên, như trước, lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp đường viền mạ chrome sáng bóng, vành xe với chi tiết hoa văn khác và lốp dự phòng phía sau có tạo hình góc cạnh hơn. Về nội thất xe Ford EcoSport 2020. Về thiết kế nội thất, những nâng cấp của Ford EcoSport giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái và tiện nghi hơn. Vị trí người lái được chú trọng với thiết kế đệm nghỉ tay trượt được. Phiên bản Ford EcoSport Titanium được trang bị động cơ EcoBoost 1.0L đi kèm hộp số 6 cấp Selexic mới. Hãng xe Mỹ công bố, so với thế hệ cũ, khối động cơ này giúp Ford EcoSport tiết kiệm nhiên liệu đến 20% và giảm lượng phát thải xuống 15%. Các phiên bản còn lại dùng chung động cơ 1.5L hút khí tự nhiên. Đây là loại mới, được Ford nâng cấp với công suất 120 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn 151 Nm tại 4.500 vòng trên phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Những trang bị tiện ích nổi bật trên Ford EcoSport Titanium có thể kể đến như, màn hình cảm ứng 8-in, hệ thống sinh ba điều khiển, bằng giọng nói giúp người sử dụng có thể điều khiển các tính năng giải trí, mà vẫn có thể tập trung lái xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu công nghệ Miki với một số tính năng như, cảnh báo đeo dây an toàn thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa, âm thanh chất lượng hơn, các trang bị an toàn như 6 túi khi hay auto start stop, hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi. Ưu nhược điểm xe Ford EcoSport. Ưu điểm: xe nhỏ, gầm cao, phù hợp với nhiều điều kiện địa hình. Động cơ vận hành ổn định, hệ thống giải trí tiện nghi. Nhiều tính năng an toàn, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 7 túi khí. Giá bán hợp lý so với các đối thủ. Nhược điểm: chất lượng lắp ráp các chi tiết nhựa chưa tốt, các hộp đồ trong xe khá nhỏ, cốp sau mở ngang bất tiện trong một số tình huống, khả năng cách âm chưa cao, động cơ dung tích nhỏ nhưng chưa thực sự tiết kiệm nhiên liệu, xe cộ.